Giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn bài đọc của bài ngày số 1 nhé. Bài này chúng ta có các từ này, apple, apple. Các bạn chú ý này, cái chữ p này chúng ta bật hơi này, p, đúng không? Xong cong lưỡi chữ l lên, apple. Đấy, nó là cái chữ đấy nó không không phải chữ p mà nó chính là cái âm kết hợp giữa chữ p và chữ o, cong lưỡi của chữ l lên đó, apple. Đấy, tiếp tục này, x. Các bạn chú ý nhé, chữ này chúng ta bật x. Đó. Thì cái chữ x trong tiếng Anh á, chữ x này nó sẽ phiên âm thành chữ k và chữ s, x, kia là x. Đó, khi chúng ta đọc thì âm e bẹt này, x, xong thêm chữ k và thêm chữ s, x. Đó, tiếp tục chữ này đọc là ant, bật chữ tờ lên các bạn nhé, ant. Tiếp tục này, alligator. Đó, thì cái từ này có chú ý này, a này, r, con mấy chữ l này, ali, được chưa nào, ali, gay vần a nhé, gay. Đó, thì các bạn chú ý này, vần a, alligator. Xong cái chữ tờ này chúng ta bật nhẹ này, được chưa nào, bật chữ tờ, bật nhẹ hơn chữ tờ tiếng Việt nhé. Sau đó chúng ta cong lưỡi vần r, xong chúng ta cong lưỡi chữ r lên nên sẽ đọc là alligator, alligator, được chưa nào. Đó.